Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 7 rồi các anh chị. Ngày mai là thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu là áp dụng theo chỉ thị 16 rồi. Là ngày mai bên Tuyền sẽ làm việc online tại nhà rồi. Cho nên nếu như mà các anh chị nào mà muốn ghé bên Tuyền xem xe thì có gì thì liên hệ với Tuyền trước ha. Để Tuyền sắp xếp lên công ty Tuyền đón các anh chị cho các anh chị nhà mình xem xe ha. Thì đang trong tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng, kinh tế thì nó cũng rất là khó khăn. Cho nên là hôm nay bên Tuyền sẽ xả kho, xả toàn bộ kho luôn với giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ tốt cho các anh chị nhà mình mua được một chiếc xe đi lại cho nó an toàn ha. Và đặc biệt là bên Tuyền vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các anh chị là giao xe tận nhà cho các anh chị luôn ha. Các anh chị lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp nè, sau đó sẽ xem qua một cái video chi tiết xe bên Tuyền đi. Nếu như mà thích chiếc đó rồi thì bên Tuyền sẽ hỗ trợ chạy chiếc xe đó xuống tận nhà cho các anh chị nhà mình xem xe và kiểm tra xe ha. Nếu đúng như những gì bên Tuyền cam kết, đúng như những gì bên Tuyền làm video thì lúc đó mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại và ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại gần nhà các anh chị luôn nha. Nói chung là hỗ trợ các anh chị tối đa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chiếc đầu tiên nha các anh chị nha. Hôm nay bên Tuyền về rất là nhiều xe luôn, cho nên là các anh chị nhớ theo dõi đến cuối video ngày hôm nay ha. Rồi mở đầu video ngày hôm nay là chiếc xe bán tải đi nha. Rồi thì đây là chiếc Nissan Navara phiên bản L số tự động một cầu đời 2016 các anh chị. Chiếc này thì đi 68.000 km rồi, thì hiện tại chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 468 triệu ha. Xe được sở hữu nước sơn là màu xám các anh chị, màu xám đậm ha. Vì đây là video tổng hợp á, cho nên là Tuyền không có đi vào chi tiết xe nhiều nha, Tuyền chỉ quay tổng thể về cái xe thôi. Nếu như mà các anh chị nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về từng chiếc xe nào thì cứ liên hệ với Tuyền đi, Tuyền sẽ gửi thông tin chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Đó, ghế thì ghế nỉ nguyên zin trần nguyên bản ha. Sàn nguyên bản nè, có hộc gió làm mát hàng ghế phía sau. Đó, có bệ bước ha, dán phim. Bây giờ các anh chị nào mà đang cần tìm mua một chiếc xe bán tải giá dưới 500 triệu thì không thể bỏ qua chiếc xe này nha. Bán tải hiện tại là bên Tuyền hết rồi, còn có đúng một xe này luôn á. Cho nên là các anh chị nào mà bữa giờ đang cần tìm mua một chiếc xe bán tải thì có gì mình tranh thủ nha. Đó, rồi mình qua chiếc cái bên hai các anh chị ha. Thì đây là chiếc xe 5 chỗ gầm cao Ford EcoSport phiên bản Titanium đời 2017 các anh chị. Xe này thì đi được đâu đó tầm khoảng trên 50.000 các anh chị. Chiếc này thì hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 448 triệu. Xe này biển Sài Gòn ha các anh chị ha. 4509 nè, màu bạc. Đó, Eco này thì Tuyền còn hai xe, một chiếc xe màu trắng số sàn đời 2019 nữa các anh chị. Và một chiếc này ha, chiếc này thì Tuyền mới về. Ghế da. Sàn thì sàn Simili nha các anh chị nha, sàn Simili ha. Tuy nhiên thì Tuyền thấy chưa có màn hình giải trí nè. Đó, chỉ có đầu CD thôi, có cửa sổ trời đầy đủ ha. Đó, dán phim. Tí nữa nếu mà có thời gian thì Tuyền sẽ quay video chi tiết xe của những cái xe mới về cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp ra phía sau nha các anh chị nha. Dưới này là hai chiếc xe 7 chỗ nha, mình đi chiếc này trước đi. Thì đây là chiếc xe 7 chỗ của Toyota Innova phiên bản 2.0 E số sàn đời 2017 các anh chị. Thì cho các anh chị nhìn sơ nha. Chiếc này được sở hữu nước sơn là màu bạc ha. Chiếc này hôm bữa bên Tuyền đang bán với giá là 518 triệu. Nhưng trong video ngày hôm nay Tuyền sẽ bán cho các anh chị với giá là 498 triệu nha. Đó, các anh chị nhìn sơ nha. Innova bữa giờ bên Tuyền không có xe luôn á. Hôm nay bên Tuyền mới vừa về được chiếc xe này và chiếc xe đời 2014. Đó, nên là các anh chị nào mà ưng cái dòng này thì tranh thủ nha. Ghế da sàn Simili bọc trần cho mình rồi ha các anh chị ha. Có màn hình cho mình luôn. Xe này thì đi được đâu đó tầm khoảng 92.000 km nha các anh chị nha. Có dán phim viền che mưa. Đó, rất là đầy đủ ha. Cam lùi, đó đầy đủ.
Sáng nay đời cao cho nên là bên Tiền vẫn có thể hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng được ha các anh chị ha. Xe này để Tiền xem biển số Sài Gòn. Thì hiện tại công an ở Sài Gòn là đã ngưng hoạt động được các anh chị tầm khoảng 15 ngày mới hoạt động trở lại. Cho nên là nếu như mà làm ngân hàng thì cũng sẽ cái phần sang tên nó sẽ hơi lâu hơn một tí. Thì mình trong thời gian này mình cứ xem xe rồi mình sẽ làm ngân hàng trước các anh chị. Làm ngân hàng trước xong xuôi đi, khi nào mà công an nó hoạt động trở lại thì mình bắt đầu tiến hành sang tên ha. Rồi mình qua chiếc kế bên luôn. Thì đây là chiếc Innova cũng bản 2.0e số sàn đời 2014. Xe này là xe gia đình một chủ từ đầu tới nay luôn. Đi được đâu đó tầm khoảng 120 ngàn rồi. Thì chiếc xe này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 398 triệu. Nhưng trong cái video ngày hôm nay thì sẽ bớt cho các anh chị với giá là 378 triệu nha. Cũng màu bạc luôn ha các anh chị. Màu bạc. Ghế thì ghế da bọc trần, sàn thì sàn simili nhé, sàn simili đó, chưa có màn hình nha các anh chị nha, có đầu CD cho mình thôi đó, có dán phim, có viền che mưa, ốp chén cửa nè, rất là cọp ha, một chiếc xe đời 2014 mà một chủ từ đầu tới nay luôn đó. Rồi mình qua chiếc kế bên luôn ha. Toyota Vios phiên bản E CVT 1.5 số tự động ha, đời 2017 các anh chị. Xe này được sở hữu nước sơn là màu trắng ha. Để đi xem xe này biển số ở Sài Gòn. Đó, các anh chị nào mình ở Sài Gòn thì mình lấy chiếc này thì mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số ha. Xe này đi được đâu đó tầm khoảng 90 ngàn rồi. Bên Tiền đang bán với giá là 448 triệu các anh chị. Đó. Ghế da có màn hình cho mình nè các anh chị, trần 5D luôn ha. Trần 5D, sàn simili, tông màu kem luôn. Xe màu trắng, nội thất màu kem ha. Có cam lùi cho mình luôn. Đó. Rồi, mình qua chiếc kế tiếp ha các anh chị ha. Thì đây là chiếc Mitsubishi Mirai phiên bản 1.6 số sàn đời 2016 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ha. Thì xe này đi 59.000 rồi, bên Tiền đang bán với giá là 258 triệu. Nhưng trong video ngày hôm nay Tiền bớt cho các anh chị 10 triệu nha, 248 triệu. Đó. Một chiếc xe giá mềm ha. Đợt này bên Tiền về mấy cái xe giòn giòn giá mềm mềm thế này cũng rất là nhiều. Các anh chị nhớ theo dõi đến cuối video ngày hôm nay nhé. Ghế da. Lên cho mình bộ ghế da ha. Màn hình dán phim, viền che mưa luôn các anh chị. Còn xe nguyên bản thì nó ghế nỉ và nó không có màn hình. Đó. Xe này thì khá đầy đủ rồi. Rồi. Kế tiếp ha, một chiếc xe 7 chỗ của Mitsubishi nữa các anh chị, Xpander phiên bản 1.5 số tự động đời 2019. Xe này đăng ký lần đầu là tới cuối 2019 luôn các anh chị, tháng 12 năm 2019 á. Đi chỉ mới có 33.000 km thôi. Chiếc này hôm trước bên Tiền bán với giá là 468 triệu. Nhưng hôm nay thì sẽ bớt cho các anh chị 10 triệu nha. Rồi, xe được sở hữu nước sơn là màu bạc ha. Đó. Đi mới có 33.000 km thôi các anh chị, đi rất là ít luôn á. Xe biển Sài Gòn nữa nè. Các anh chị nào ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình tiết kiệm nha. Tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số ha. Đó, các anh chị nhìn ha. Thì nhắc lại giá của xe này ha. Xe này hôm trước bên Tiền đang bán với giá là 568 triệu. Nhưng hôm nay Tiền bớt cho các anh chị 10 triệu là còn 558 triệu nha. Rồi. Xpander này thì Tiền còn một chiếc màu đen ở chi nhánh Bến Lức nữa các anh chị. Chi nhánh Bến Lức nữa. Đi chiếc đó thì đi 30.000, bên Tiền đang bán chiếc đó với giá là 553 triệu các anh chị. Rồi thì đây là chiếc Hyundai i10 sedan phiên bản 1.2 số sàn bản full đời 2019 các anh chị. Xe này thì đi 53.000 km rồi, bên Tiền đang bán với giá là 323 triệu. Hôm nay Tiền bớt cho các anh chị 10 triệu ha. 313 triệu nha.
Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng biển tỉnh ha, biển 86. Xe này đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 9 năm 2021. Còn được vài tháng ha các anh chị ha. Ghế thì ghế nỉ nguyên zin nè. Bản full nó có màn hình cho mình luôn các anh chị. Có màn hình luôn ha, cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ nha. Đó. Các anh chị nhìn ha. Rồi, mình qua giải bên đây luôn nha các anh chị nha. Thì một chiếc xe 5 chỗ giá mềm nữa các anh chị, Avel số sàn đời 2018. Xe này thì đi được đâu đó cũng trên 50.000 á. Hiện tại chiếc xe này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 278 triệu ha. Để Tiền xem coi bớt cho các anh chị bao nhiêu nha. Giá hôm nay thay đổi nhiều quá cho nên là Tiền có đôi khi Tiền không nhớ. Avel, chiếc xe này Tiền giảm cho các anh chị 10 triệu nha. 268 triệu. Đó. Xe lên ghế da rồi các anh chị, dán phim viện che mưa rồi luôn ha. Tuy nhiên là chưa có màn hình. Xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Bao test hãng cho các anh chị luôn. Đó. Còn về việc mà nước sơn á, thì xe đã qua sử dụng á, thì có trầy xước hay là có dặm tốt ở một vài chỗ thì nó không là vấn đề gì hết nha các anh chị nha. Quan trọng là máy móc thôi. Rồi, tiếp theo nha. Thì đây là chiếc Mazda 2. Mazda 2 đời 2015 các anh chị, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đi 73.000 km rồi, lên cũng khá một số option á. Thì chiếc này hôm trước bên Tiền bán với giá là 412 triệu. Trong video ngày hôm nay Tiền bớt cho các anh chị 10 triệu nha, 402 triệu. Đó. Xe này đã được anh chủ trước của mình lên 4 cái vỏ Michelin rất là xịn sò ha. Ghế thì ghế da. Sàn thì sàn 5D ha, có dán phim, có ốp dán cửa cho mình nè. Đó, trần thì trần nguyên bản ha các anh chị ha, rất là đầy đủ. Đó. Đó, các anh chị nhìn ha. Rồi. Rồi, ok. Tiếp tục nha. Đây, Kia Morning phiên bản số sàn, bản full đời 2017 các anh chị. Xe này thì đi 98.000 km rồi. Hôm trước xe này bên Tiền đang bán cho các anh chị với giá là 252 triệu. Hôm nay Tiền bán cho các anh chị với giá là 248 triệu ha. Rồi, các anh chị nhìn sơ. Xe được sở hữu nước sơn là màu đỏ nha. Morning hôm bữa bên Tiền về hai xe mà Tiền bán hết một chiếc màu trắng rồi, giờ Tiền còn chiếc màu đỏ. Các anh chị nào mà đã ưng cái dòng này rồi thì tranh thủ nha. Ô, Tiền nhầm tí xíu nha các anh chị. Xe này Tiền bớt cho các anh chị 10 triệu chứ. Bớt cho các anh chị 10 triệu là còn 242 triệu nha các anh chị. Đó, ghế da, màn hình đều đầy đủ ha. Mâm thì mâm đúc. Đó. Rồi, mình đi tiếp ha các anh chị nha. Đây, một chiếc xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan D của Hyundai là Sonata ha các anh chị ha. Xe này được sản xuất là năm 2010 nè. Đi được 127.000 km rồi. Thì chiếc xe này hôm trước bên Tiền đang bán với giá là 412 triệu, nhưng hôm nay Tiền bớt cho các anh chị 15 triệu nha. Rồi, các anh chị nhìn sơ ha. Đó, xe biển tỉnh 79 Nha Trang ha. Được sở hữu nước sơn là màu đen nè. Đó, đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 3 năm 2022 ha. Xe nằm trong phân khúc sedan D này thì rất là rộng rãi rồi, rộng rãi và thoải mái ha. Đó, giảm 15 triệu là coi như xe này mình còn 397 triệu nha các anh chị nha. 397 triệu ha. Hôm nay là giảm toàn kho luôn. Xả kho luôn nha các anh chị nha, chứ không phải là chỉ giảm vào một vài xe đâu, thì giảm hết kho cho các anh chị luôn. Đó, các anh chị nào mà thích chiếc này thì liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha.
Xe này thì đời 2010 rồi, cho nên là mình chỉ mua tiền mặt thôi. Mình thì không hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng được nha. Rồi mình qua chiếc kế tiếp ha. Một chiếc xe cũng rất là hot nữa nè các anh chị. Kia Cerato phiên bản 2.0 số tự động đời 2018. Xe này đi được hình như cũng trên 50.000 các anh chị. Bên tiền hôm trước là bán với giá là 558 triệu. Xe này tiền bố cho các anh chị 10 triệu ha, 548 triệu. Đó, xe này thì có cảm biến trước, cảm biến sau ha. Đường sở hữu nước sơn là màu đỏ nè, rất là sang. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 4 của năm 2022 nha các anh chị nha. Còn rất là dài luôn. Đó. Rất là đầy đủ ha, ghế da, màn hình đồ đầy đủ. Rồi, mình đi tiếp ha các anh chị ha. Chiếc EcoSport này tiền đã bán rồi nha. Rồi, chiếc này đi ha. Hyundai Accent phiên bản 1.4 số tự động đời, chiếc này là đời 2019 các anh chị. Accent hôm nay bên tiền tới 3 chiếc màu trắng lần, cho nên là nó sẽ hơi lộn lộn tí xíu ha. Chiếc này là đời 2019 nha. Đi được đâu đó tầm khoảng hơn tí nữa xem đồng hồ thì tiền cũng nhớ nữa, xe này mới về. Rồi các anh chị nhìn sơ giùm tiền ha. Xe này biển tỉnh ha các anh chị ha, biển 66 là Đồng Tháp đó các anh chị. Đó, ghế ghế da ha, có dán phim viền che mưa rồi nè các anh chị. Để tiền xem. Chiếc xe này bên tiền hôm nay sẽ bán cho các anh chị với giá là 455 triệu ha. Hôm trước 465, nay bớt cho các anh chị 10 triệu. Đó, xe này đi thì tầm khoảng 45.000 các anh chị. Có cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ nha. Đó. Rồi. Rồi, kế bên ha, một chiếc xe cũng rất là hot nữa nè. Honda City bản top đời 2017 các anh chị. Đi được đâu đó tầm khoảng 58.000 km rồi các anh chị. Chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 458 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe biển số Bình Phước ha các anh chị ha. Được sở hữu nước sơn là màu trắng nè. Honda City thường bên tiền về rất là nhiều mà bán cũng rất là nhanh các anh chị. Cho nên nếu mà các anh chị nào mà đã ưng cái dòng này rồi thì tranh thủ nha. Đó. Có dán phim cho mình ha. Ghế thì ghế da. Đó. Trần thì đã được bọc trần cho mình rồi. Sàn thì sàn 5D nha các anh chị nha. Sàn 5D ha. Đó, cam lùi, cảm biến lùi. Khá đầy đủ nha. Rồi, mình qua chiếc kế tiếp luôn ha. Thì một chiếc Accent nữa các anh chị. Accent này là số tự động bản tiêu chuẩn đời 2018 các anh chị. Chiếc này thì hôm nay bên tiền đang bán cho các anh chị với giá là 448 triệu ha. Các anh chị nhìn sơ nha. Được sở hữu nước sơn là màu trắng nè các anh chị. Xe này là biển Hà Nội. Biển Hà Nội, nếu mà các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này mình vẫn tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Ghế da thì anh chủ đã lên một bộ ghế da cho mình nè. Đó, bọc lại ghế da cho mình rất là đẹp nha, có nẹp bước nè. Sàn thì sàn 5D ha. Trần thì trần 5D luôn các anh chị. Rất là đầy đủ. Rồi. Tiếp tục ha các anh chị ha. Thì đây là chiếc Captiva, một chiếc xe 7 chỗ nha. Có nhiều anh chị hỏi thì xe này là máy dầu hay máy xăng, thì chiếc này là máy xăng nha các anh chị nha. Số tự động đời 2017, đi được đâu đó tầm khoảng 45.000 á. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 575 triệu, nhưng tiền sẽ bớt cho các anh chị 10 triệu nha, 565 triệu ha.
đó. Không phải là nói xả kho giảm giá là báo giá cao lên rồi mình giảm xuống đâu nha các anh chị nha. Nếu như mà các anh chị nào mà có theo dõi bên kênh của Tiền thường xuyên thì sẽ biết ha, sẽ biết giá bên Tiền báo như thế nào và có giảm thật sự hay không nha. Đó các anh chị có thể là xem lại những cái video trước của Tiền nè, sẽ biết là những video trước bên Tiền báo xe này với giá bao nhiêu nhá. Đó, một chiếc xe 7 chỗ đầy đủ tiện nghi option, giá mềm. Rồi đó, rồi mình tiếp tục ra nha. Chiếc phía sau ha, chiếc này Tiền đã bán rồi các anh chị, bán rồi ha. Để Tiền xem chiếc dưới này chiếc gì. À đây, thêm một chiếc của Hyundai Accent nữa nè các anh chị. Accent cũng là bản 1.4 số tự động, bản tiêu chuẩn nha, đời 2019 luôn. Xe này thì biển Sài Gòn, đi được đâu đó cũng lanh hoanh 40-50 gì đó các anh chị. Thì chiếc xe này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 468 triệu ha. Bớt cho các anh chị 10 triệu là còn 458 triệu. Đó, các anh chị nhìn sơ giùm Tiền nha. Anh chủ lên bộ ghế da cho mình rồi nè các anh chị. Có màn hình ha. Đó, xe rất là đẹp. Đợt này Accent Tiền về tới 3 xe lận, cho nên nếu mà các anh chị nào mà ưng dòng này rồi có thể đến xem xe trực tiếp nè. Rồi có nhiều xe cho mình lựa chọn ha. Rồi mình đi tiếp qua giải bên đây ha các anh chị nha. Rồi, một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo đời 2018 các anh chị. Xe này thì đã đi 70.000 km rồi. Hôm trước xe này Tiền bán với giá là 818 triệu nhưng trong video ngày hôm nay Tiền sẽ bớt cho các anh chị 10 triệu nha. 808 triệu. Đó, các anh chị nhìn ha, trang bị rất là đầy đủ nè. Xe này Tiền đã quay một cái video chi tiết xe rồi á. Nếu mà các anh chị nào mà có quan tâm tới chiếc xe nào đó bên Tiền rồi thì có thể liên hệ với Tiền đi. Tiền sẽ gửi cái video chi tiết xe đó cho các anh chị nhà mình xem cho nó dễ ha. Rồi mình đi tiếp luôn nha. Thêm một chiếc Kia Cerato nữa các anh chị. Chiếc này là số sàn, số sàn đời 2018, đi đâu đó tầm khoảng 53.000 á. Thì chiếc này hôm trước Tiền bán với giá là 478 triệu. Các anh chị nhìn sơ đi, Tiền sẽ báo giá giảm cho các anh chị nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng biển 69 Cà Mau ha. Rồi để Tiền xem coi xe này mới cho các anh chị bao nhiêu nha. Đó, các anh chị nhìn sơ phần nội thất nha, có dán phim viền che mưa ha. Thì chiếc xe này Tiền sẽ giảm cho các anh chị 15 triệu. 478 triệu mà giảm cho các anh chị 15 triệu là còn 463 triệu nha. Đó, rồi. À, một chiếc xe cũng rất là cọp nữa nè các anh chị, Corolla Antique ha, đời 2010 các anh chị. Đó, chiếc này hôm trước bên Tiền đang bán với giá là 405 triệu á. Để Tiền xem coi xe này bớt cho các anh chị bao nhiêu nha. Xe này hôm nay Tiền sẽ bán cho các anh chị với giá là 395 triệu nha. Xe này thì đi 127.000 km rồi các anh chị. Đó, có bộ ghế da nè. Sàn thì sàn sinh ly, trần thì đã được một trần cho mình rồi ha. Dán phim viền che mưa. Đó, rồi. Rồi mình đi tiếp ha. Bên đây thì còn hai xe nữa. Chiếc này đi. Chiếc này là Mazda 3 phiên bản sedan 1.5 số tự động đời 2019,
đi 59.000 km rồi. Chuyến này hôm trước bên Tiền bán với giá là 598 triệu, Tiền bớt cho các anh chị 10 triệu ha. Rồi các anh chị nhìn sơ dùm Tiền nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng nha các anh chị nha. Đăng kiểm và đường bộ xe này thì cũng gần hết rồi, tháng 7 2021. Thì có gì bên Tiền sẽ hỗ trợ cho các anh chị là đăng kiểm và đóng đường bộ lại nha. Rồi chiếc bên đây ha, Hyundai i10 hatchback phiên bản 1.2 số tự động đời 2019 các anh chị, chỉ mới đi 12-13.000 km thôi. Chiếc xe này hôm trước là Tiền bán với giá là 388 triệu, Tiền giảm cho các anh chị 10 triệu nha. Các anh chị nhìn sơ ha. Biển 60 là Đồng Nai nha các anh chị nha. Đồng Nai ha. Đó, các anh chị nào muốn cần mua một chiếc xe nhỏ gọn đó thì mình sở hữu ngay chiếc này ha. Số tự động nữa. Rồi, phía dưới kia Tiền còn một chiếc Kia Sedona, mình xuống đây mình xem luôn ha các anh chị ha. Chiếc này mới đậu lại bên đây. Kia Sedona máy dầu bản full đời 2018 các anh chị, đi được đâu đó tầm khoảng 47.000 á. Thì chiếc này đợt đầu tiên mới lúc mới về chưa dịch đó các anh chị, bên Tiền đang bán với giá là 918 triệu, nhưng hôm nay, đặc biệt là hôm nay xả lỗ cho các anh chị luôn, bán cho các anh chị với giá là 885 triệu. Các anh chị nhìn sơ nha. Đó, các anh chị nào mà bữa giờ mà thích chiếc này nhưng mà chưa mua được thì có thể là hôm nay thấy video này thì gọi lại cho Tiền ha. Hôm nay xả lỗ cho các anh chị luôn. Đó, xe được sở hữu nước sơn là màu trắng ha. Cửa thì cửa lùa nè các anh chị. Sàn thì sàn simili, rất là sạch sẽ nè. Ghế thì ghế da, rộng rãi, rất là rộng rãi và thoải mái ha. Cửa sổ trời thì hai khung. Đó, điều hòa thì ba vùng độc lập các anh chị. Ba vùng độc lập. Đó. Rồi. Phía sau này nãy giờ Tiền đã đi gần hết kho cho các anh chị rồi. Có một chiếc xe này mới về nên Tiền nó sơ sơ cho các anh chị luôn ha. Một chiếc xe 7 chỗ cũng cực kỳ hot luôn các anh chị, máy dầu của Kia Sorento, máy dầu bản full đời 2017 các anh chị. Xe này thì mới vừa về, mới vừa vệ sinh luôn, nên tí xíu nữa có giá thì sẽ báo cho các anh chị nha. Nếu mà các anh chị nào mà đang cần tìm cái dòng này á thì liên hệ với Tiền đi, Tiền sẽ gửi thông tin chi tiết cho các anh chị xem ha. Nếu mà tí nữa có thời gian thì sẽ quay một cái video chi tiết của chiếc xe này cho các chị nhà mình xem luôn. Đó, mới về, mới vừa rửa luôn các anh chị. Cho các anh chị nhìn sơ thôi ha. Rồi, rồi bây giờ mình đi tiếp ra phía trước ha các anh chị ha. Mình còn ở phía trước vài xe nữa. Đó, thì cho nên nếu mà các anh chị nào mà đã thích chiếc xe nào đó bên Tiền rồi mà ngại lên Sài Gòn xem xe thì có thể là xem qua một cái video chi tiết xe bên Tiền nè. Sau đó thì mình sẽ đặt cọc trước một ít đi. Tiền sẽ hỗ trợ là chạy xe về tới tận nhà cho các anh chị nhà mình xem luôn. Kiểm tra nếu mà đúng như những gì bên Tiền cam kết, đúng như những gì bên Tiền làm video thì lúc đó mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Tại vì nếu như mà khi mà bên Tiền xuống tỉnh hay gì đó thì sẽ có giấy âm tính, nói chung là cũng hơi cực, nhưng mà sẽ là ráng cố gắng hỗ trợ cho các anh chị nhà mình luôn. Rồi, mình vào chiếc này ha, Hyundai Accent số tự động đời 2012, các anh chị đăng ký lần đầu là năm 2013. Đó. Thì chiếc xe này hôm trước Tiền bán cho các anh chị với giá là 348 triệu. Trong video này Tiền giảm cho các anh chị 10 triệu ha. 338 triệu. Đó, anh chủ lên rất là nhiều option luôn. Cam lùi, camera hành trình phía sau ha. Lên cho mình một màn hình cảm ứng nữa các anh chị. Một màn hình rất là xịn sò luôn. Rồi mình qua tiếp chiếc này ha.
Hyundai Elantra phiên bản 2.0 số tự động đời 2020. Chị mới đi có 9.500 km thôi, thì chiếc này hôm trước tiền bán là với giá là 655 triệu ha, nhưng trong video này tiền giảm cho các anh chị 10 triệu nha. Rồi các anh chị nhìn sơ dùm tiền luôn. Xe biển 68 là Kiên Giang ha. Có dán phim viền che mưa. Màn hình ghế da đầy đủ nha. Xe này năm vỏ còn là năm vỏ zin theo xe hết nha các anh chị. Đi có 9.500 km là như một chiếc xe mới trong hãng ra ha. Xe này đăng kiểm còn tới tháng 2 năm 2023. Đường bộ thì tới tháng 8 năm 2021 các anh chị. Đó. Rồi mình qua chiếc kế tiếp ha các anh chị ha. Mazda 2 phiên bản Deluxe đời 2019. Xe này thì chỉ mới đi có 30.000 thôi. Hôm trước tiền bán với giá là 478 triệu. Các anh chị nhìn sơ nha, để tiền xem cái giá này mới cho các anh chị là được bao nhiêu nhé. Chiếc xe này tiền mới cho các anh chị 10 triệu nha. Còn 448 triệu. Đó, các anh chị nhìn sơ nha. Rồi. Màu xanh rất là sang các anh chị. Rất là sang luôn á. Rồi, qua tới chiếc kế tiếp ha. EcoSport hồi nãy chiếc phiên bản số sàn nãy thì có nhắc tới mọi người nè, số sàn đời 2019. Đi 44.000 km rồi. Chiếc này hôm trước bên tiền là bán với giá là 465 triệu. Hôm nay tiền mới cho các anh chị 10 triệu là còn 455 triệu nha. Đó. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng ha. Biển thì biển tỉnh các anh chị, 79 là Nha Trang. Ghế nỉ nguyên zin nha các anh chị nha. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao ha. Dành cho mấy anh đi công trình nè, thì mình có thể sở hữu ngay chiếc này ha. Xe này đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 8 năm 2022, cũng còn rất là dài ha các anh chị. Rồi, chắc mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại chiếc xe này luôn ha các anh chị ha. Nãy giờ đi là gần hết kho rồi. Rồi, Astray số tự động, bản CVT số tự động đời 2020 nha. Đi chỉ mới có 20 mấy ngàn thôi, 26-28 ngàn gì đó. Thì chiếc này lúc mà ban đầu khi mới về, chiếc xe này bên tiền bán với giá là 445 triệu lận các anh chị. Nhưng hôm nay thì sẽ bán lỗ cho các anh chị luôn với giá là 428 triệu, các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng ha các anh chị ha. Biển Sài Gòn nè. Rồi xe này tiền để chìa khóa bên trong mà, cho nên là các anh chị nhìn sơ phần ngoại thất dùm tiền thôi ha. Nếu mà các anh chị nào có quan tâm tới chiếc xe này thì liên hệ với tiền đi. Tiền sẽ gửi một cái video chi tiết của cái chiếc xe này cho các anh chị nhà mình tham khảo ha. Rồi thì nãy giờ tiền đã tổng hợp được hết tất cả những cái xe 5 chỗ nè, 7 chỗ bán tải hiện tại đang có mặt sẵn tại Pháp Ca rồi, với giá cực kỳ ưu đãi cho các anh chị luôn. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc nào thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì tiền nhắc lại nha, xe bên tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng cho các anh chị luôn. Và ngoài ra là khi bán ra bên tiền có bảo hành cho mình 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của tiền ha. Đừng quên cho tiền xin một like và một lượt đăng ký nha, để những cái xe nào mà mới nhất bên tiền về thì các anh chị là người đầu tiên xem được ha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.